Xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại thì Nhí đã có mặt tại nhà của Nhí ở quê. Thì đây là nhà của Nhí. Nhà này nhà con hả Nhí? Địa chỉ của nhà Nhí là 345/14 Hương Lộ 13. Con đi bao lâu rồi? Con không quay về nhà. Con đi bao lâu? 3 năm, 4 năm rồi. Con nhớ nhà không? Nhà cũ á. Hồi lúc mà con còn ở đây là còn nhỏ lắm phải không? Hồi đó con nhỏ con được, con còn 7 tuổi. 7 tuổi hả? Ngôi nhà đã cũ. Đây hai cháu mới đi vòng vòng xung quanh nha. Không, chứ nhìn thấy đây chưa thấy trong nhà của thầy. Đâu có khóa ổ khóa được đâu. Do thầy ra đi trong đây là cái cảnh toàn cảnh nhà của Nhí. Con về đây con có cảm xúc sao không Nhí ơi? Nhớ nhà đấy. Nhớ nhà con hơi buồn đúng không? Đây là phía sau nhà con đúng không? Thường con không có dừa con mua. Con hái cây dừa ở đây uống không? Đâu? Hái dừa ở đây uống hả mẹ? Là cây dừa ở đây hả? Con lại cây dừa. Thường là con hái cây dừa ở đây uống. Cây dừa này của con hả Nhí? Cây dừa này vừa con. Đúng. Đất của con là từ có nhiêu đây thôi hả? Bự lắm. Chắc có lẽ là Nhi cũng không biết đâu các bạn. Mình thấy có cái ganh ở đây. Cái ganh đường mương. Thường ở miền Tây mình thì các gia đình chia đất nhau bằng cái ganh. Con cảm xúc nhớ nhà lắm hả? Mười người nhớ nhà không có diễn tả được luôn. Bò con có ba con á, trùng bò ở đây nè. Bây giờ mất trùng bò luôn rồi. Bây giờ không biết ở đâu nữa. Đi 4 năm rồi. Như có cái dịp về lại Trà Vinh này, hôm nay mấy cô chú là dẫn con về thăm nhà. Con cảm nhận con cảm nghĩ con sao? Buồn. Buồn à? Thấy nhà sao về thấy nhà mình vui vui chứ. Buồn chứ lâu quá đâu gặp đâu. Và có một điều đặc biệt là như không có thành viên lại. Sơn của anh mẹ mở lên. Dạ. Để chợ mở đi. Chào anh, chào Nhi bác. Hả? U chào á. Thế mình khơi. Cho u chào đi nhà đâu. Nè đừng nè. Ba nó. Chúng cái thua rồi đó, đi hết nhau về đi đâu hết. Đi tới đó thôi nhau hết chứ. Nè đừng nè, đứng thôi nè, thôi nè nè. Đó, nhà ông nội con đó, chứ nhà mở đó. Con lại phía trước nhà đây này nhé, đi phía trước nhà đi, mình đứng phía trước nhà đi con, đừng đứng phía sau kiến không à. Ở trước cũng kiến nha. Con đi đâu vô đó vậy? Đá gì đó, quay đi. Có đâu, nó nhìn nhà kìa, trời ơi đứt ruột luôn. Con nhìn gì nhỉ? Tại do không có chìa khóa vô nhà nên con nhìn nhà phải không? Nhà một hết trơn. Nhà một hết trơn. Cái con gấu này hình thường con ngủ con ơi mới ngủ không nè. Sao cô Duyên thấy bây giờ? Bây giờ con muốn lấy con gấu ra không? Muốn lấy như lấy được đâu. Chú Phước ha, con nghiên cứu lấy giùm cháu con gấu ra chú Phước. Này, con gấu này. À đây, đem về nhà giặt ha. Đi đâu mà nhé con chơi nè. Nhưng bữa thích chơi rồi. Con gấu của con là cách đây khoảng mấy năm rồi đúng không Nhi? 4 năm. 4 năm rồi. 4 năm rồi các bạn. Cái kỷ niệm của cái Nhi nè. Con gấu này xưa. Thì giới thiệu với cả nhà thì trước mắt cả nhà đó là nguyên cái căn nhà của Nhí Ngọc Thơm ở quê. Ở đây là cái cây xài khủng lồ luôn á. Có gì con? Xài á khủng lắm. Cây xài hả? Bộ lắm á. Bây giờ con về đây là à cây dừa, đây là cây dừa mà con nói đúng không? Cây dừa thứ đó hai đúng gì không? Vậy? Kiến á con, cô Duyên còn bị kiến cắn á. Tại vì phải kiến đâu, cô đập đinh á. Chuồng bò bên kia kìa phải không? Chuồng bò cũng người ta đinh rồi đập đinh này đi. Thôi vừa cũng vừa là vừa con á nhưng mà bây giờ nó con không đi lâu rồi chủ của chủ khác rồi bữa bữa nào chú ra ngoài chú mua vừa chú thường thường hai con dắt con leo cái vừa này nè cao lắm á. Lên thấy há vừa khô á. Con về đây có cái kỷ niệm nào mà được tạo cho con gắn tụng á? Có. Như kia có nguyên một cái bãi rủ luôn. Thường thường con đi đá banh với chơi thả gì dưới đó.
con lại con nhìn nhà thử trong nhà đi Nhi. Không, con sợ mở cửa, con sợ lắm. Sợ rắn trong đây nè. À, lâu quá 4 năm mình chưa về sợ rắn vô. Em qua bên không có đường vô nhà. Đi vô đây. Đưa anh vô cho. Anh vô đi. Anh vô giùm em đi. Vô hai người đi nha. Rồi, bây giờ là mình sẽ tiến vào bên trong để quay toàn cảnh ngôi nhà của bé Nhi. Nhi dẫn chú đi vô nhà đi con. Bên hông chú thấy có cái cửa vô được á. Đâu chú? Đây, bên phía tay trái này. Đây hả? Ờ. Xe đạp mà nhỏ con chạy đi học nè. Đúng rồi, xe đạp của con đúng không? Nãy chú thấy có xe đạp ở đây. Giờ con gỡ mấy cái cây ra đi, rồi chú đi vô với con. Chú ăn phụ con đi. Phước ơi. Phước. Gỡ mấy cây anh vô trong cái. Ngôi nhà đã bên hông đã sập rồi các bạn. Mình cũng không biết có nên vào hay không. Mình thấy ngôi nhà bỏ lâu năm mình không biết trong đây có gì, mà thôi thì để cho các bạn hiểu nhiều hơn về hoàn cảnh của chị Ba khi xưa ở quê á. Cho nên là mình sẽ tiến vào bên trong xem. Thôi chừng té con nha. Nhi con. Mình thấy có được hai cái tủ này, còn phía bên trong buồng. Con đi cẩn thận nghe Nhi nha, lâu ngày mình về đấy. Đây những cái vật dụng ngày xưa đây các bạn. Đây. Hồi trước là con ngủ ở đâu Nhi? Những cái giặt trong đó hả? Đây, nó về giặt lâu năm rồi không có ai sang sửa cho nên là bây giờ nó thôi Nhi, thôi được mở đi, nó chờ rồi. Bụi bặm, bụi đống. Nhện búa cung tơ. Đây, đồ đạc của chị Ba vẫn còn ở đây các bạn. Quần áo, một cái phít nước đá. Vật dụng trong nhà thì mình thấy không có gì hết, ngoài những vật dụng đồ dùng hàng ngày như là phít nước đá, sọt đựng quần áo. Không ai kiếm gì xuống nha. Và hai cái tủ đây. Còn những cái nồi. Bây giờ là chú hỏi con nè, chú con đã vô đây rồi. Đây là hình cuối cổ của ba con đây. Đây là hình ảnh của chị Ba. Con nè, Nhi. Dạ. Con ngồi xuống đi, ngồi xuống chú trò chuyện con chút đi. Thôi con đứng cũng được nè. Giờ con vô ở trong nhà, hiện giờ con ở, con Nhi. Dạ. Con đang ở trong ngôi nhà của con nè. Cái cảm giác của con lúc này như thế nào? Buồn cho sao á. Buồn cho sao không? Con có muốn về lại ngôi nhà này không? Dạ muốn, nhưng mà con hồi nhỏ nè, hình con hồi nhỏ nè. À, mình bắt gặp hình của bé Nhi đây các bạn. Hình này nhỏ của con á. Wow, bé Nhi ngày nhỏ rất là đẹp luôn. Chị Phượng ơi, chị Bình ơi, chị Điệp ơi, anh Hào ơi. À, có thấy được hình của bé Nhi ngày nhỏ nè. Em gửi đến mấy anh chị luôn nha. Đó. À, hình bé Nhi nhỏ rất là đẹp trai luôn. Vui quá đi khi gặp được cái hình của bé Nhi người nhỏ đẹp trai như nha. Hình con nhiều trong đây lắm á, trong tủ cũng có hình của con nữa, nhưng mà không sợ ông dám lấy đâu. Thôi đừng có lấy trong đó con, bây giờ mình không biết cái gì trong đó nữa. Đi mở ra đập gắn được cái chờ. Không biết sao nữa. Con có muốn quay về dọn dẹp ngôi nhà này để con ở không? Không. Sao vậy? Hôm có hai anh em đi kiếm bộ, anh thì ngồi ngay góc này bị sét đánh á. Hôm tối con đi vệ sinh, hôm tối đi vệ sinh đây nè, con gặp cái bóng ai mà trắng trắng lướt ngang qua nhà luôn á. Không con không dám đi ra ngoài luôn. Từ hồi đó con sợ nhà này tới giờ luôn. Bây giờ vô thấy nó không có thể thở thôi nữa. Thôi hai chú cháu mình ra. Thì vừa rồi mình cũng gửi đến các bạn hình ảnh toàn cảnh trong ngôi nhà phía trong của anh Ba chị Ba và những vật dụng ở trong nhà, cũng như là đặc biệt là cái hình bé Nhi ngày nhỏ ngày trước, còn những đồ những cái nồi đây các bạn, nồi đây vẫn còn đây nhưng mà không còn xài được nữa đâu, rất đồ nhiều rồi. Còn bây giờ mình sẽ tiến ra bên ngoài. Đây,
toàn cảnh bên ngoài của ngôi nhà. Ngôi nhà đã đổ nát hoàn toàn rồi các bạn ơi. Nếu mà phải về ở, phải sửa sang lại rất là nhiều. Hầu như là vật dụng ở trong nhà không còn cái gì để xài được hết. Bây giờ thì mình cũng xin kết thúc clip tại đây nha. Tại do bây giờ thì để kịp chuyến xe đi về lại Sài Gòn, ngày mai nhí nghỉ ngơi rồi mốt nhí đi học. Rồi tạm biệt cả nhà đã xem video nha.